Hello, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay ekip công ty đang nâng cấp khu liên hợp nhà Yến ở Bình Dương. Hôm nay là ngày đầu tiên, nói chung là anh em đang xếp lo, chuẩn bị lo để mà kia để mà chuẩn bị nâng cấp cái nhà Yến cũng gần 2.000 cái lo. Ok anh em ha. Đây là những nhỏ những cái lo ru lo đắt anh em. Ok ha. Ok. Còn lo này là lo AX 61 65, lo cửa ngoài trời nha anh em. Đó, lo cửa ngoài trời sau khi kiểm tra âm thanh, kiểm tra trở kháng và tất cả đằng cày anh em. Đó. Nó ok hết này. Ok anh em ha. Đó, đó. Đây là những cái lo cửa ngoài trời, ok anh em ha. Còn lo này là lo phóng 3JK. Lo này lo phóng 3JK. Lo này là phóng 3JK anh em. Sau khi mình đưa lên mình còn xong màu đen nữa để cho mà khi ánh nắng mặt trời nó dọi xuống thì khỏi bị cháy đèn. Nó khỏi bị chá. Ok anh em ha. Inox này inox 304. Còn đây là những cái lô cửa 500. Lô cửa 500 thì nói chung là cũng kiểm tra tất cả rồi. Rồi các cái nén này anh em. Ok ha. Đó. Đây là lô cửa nha anh em. Lô cửa là chẳng ok anh em ha. Còn toàn bộ gần 2.000 cái lo này á là lo dẫn trong nhà anh em ơi. ISO 5S. Ok anh em ha. ISO 5S thì nó có ISO 5S thì nó có hai vấn đề này. Khi anh em mở ra thì nó thuộc về ISO 5. Ok anh em ha. Khi anh em mở ra ISO 5 khi mà gắn lại thì nó là ISO 5S có màn lưới màu đen. Ok anh em ha, mở ra mới vô được. Màn lưới màu đen. Ok anh em ha. Nhưng mà toàn bộ hệ thống này thì toàn bộ là lo ao đắt chính hãng của tập đoàn ao đắt Indo. Indonesia luôn, ok nè ha. Và công ty của bao hiện bây giờ là đang phân phối độc quyền mặt hàng lo ao đắt chính hãng Indonesia tại Việt Nam, độc quyền luôn anh em ha. Thì nói chung là sau khi mà kiểm tra có ôm, kiểm tra về âm thanh, kiểm tra động trạng này kia là anh em chuyển qua giai đoạn chất kê đằng cày anh em ơi. Đó, ok anh em ha. Anh em chuyển qua cho đoạn chất cây đằng cày để cho những cái rắc này, rắc này là cũng mình đồng theo anh em. Rắc này cũng mình đồng theo luôn. Ok anh em, dây điện là dây điện tín hiệu đồng nguyên chất OFC cao cấp của Indonesia. Đồng nguyên chất luôn này. Đồng tín hiệu nguyên chất luôn anh em. Anh em thấy không? Đồng nguyên chất luôn. Copper nguyên chất. Ok anh em ha. Đó. Nhắc ba nhắc lại là trước khi bên bao công ty phải làm, trước khi cái lo đưa lên kiểm tra có không? Kiểm tra được chạm rồi xong là kiểm tra âm thanh rồi sau đó chắc cây đàn cày ở phía sau với toàn bộ cho mình kín hết anh ơi, rồi sau đó mới đưa lên nhà chim nha. Ok anh em ha. Và đặc biệt anh em đấy, nhà mật khẩu là gì hả? Đặc biệt anh em trên mỗi cái thùng lo này anh em muốn kiểm tra hàng thật hàng giả đó thì nói chung là chứ cần anh em điện thoại, chứ cần anh em mở camera ra anh em quét vô cái mã trên nè anh em ơi, anh em mở ra đó. Ở đây mới đúng nè ấy cơ mà. Rồi ok anh em ha, cái mã này là cái mã Audax Indo. Ok anh em ha. Thì nó sẽ ra trên cái mã thùng video cái thùng này anh em ơi, thì nó sẽ ra cái website của tập đoàn Audax Indo. Trong website tập đoàn Audax Indo thì nó có là International Distributor nè anh em. Cái đây là nhà cung cấp quốc tế nè anh em. Đó. Anh em điền vô. Thì ở đây thì nó có tên công ty của bao. Địa chỉ của công ty, website của công ty và số điện thoại, số điện thoại bà xã mình đăng ký kinh doanh này. Ok anh em á, đầy đủ hết ha. Còn nếu mà ta bật qua cái Twitter Wallet này thì nó ra toàn bộ hệ thống loa của tập đoàn Audax Indo. Ok anh em ha. Đó, đầy đủ hết anh em ha. Rồi ok. Nếu chúng ta bắt đầu chúng ta vào chúng ta kiểm tra cái kiểm tra cái từng cái mã loa bên trong như thế nào anh em. Cái nào em? Đây, cái mã vừa rồi mà. Đó, nó vô app đó. App đâu rồi? App bên đâu? Ở đó. Đây đây đây. Vô cáp Audax nè anh em. Audax này nó chỉ là hỗ trợ cho Android thôi anh em. Còn Apple Store thì không có. Ok anh em ha. Thì có cái lo này, nó có cái mã này anh em. Cạo chưa cạo? Chưa, mình so sánh okay. Cái đây là cái loa chưa cạo anh em.
Ok anh em ha. Còn ở đây có loa cạo rồi nè anh em. Đó, có loa cạo rồi. Bây giờ ba dùng cái app này. Ba scan. Đó. Nhìn thấy không? Đó, thì nó ra cái hình AX móc cổ điển. Anh em thấy không? Ra hình AX móc cổ điển luôn. Đó, tích điểm được 2 điểm. Ờ, đây là cái mã cái loa này anh em. Cái mã cái loa luôn. Ok anh em ha. Chúng ta vô bên trong. Chúng mà cái đây chưa đăng ký. Ờ, ok anh em ha. Ok anh em ha. Rồi. Cái này xài cái ghi màn hình anh. Ghi màn hình à? Ừ, có. Ghi màn hình có. Rồi, ok. Vô cái app. Ok, xin chào anh em ha. Rõ hơn là anh quay màn điện thoại.